Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm Hai Cũ đến nút giao Tân Vạn và áp dụng từ ngày 1 tháng 4. Trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, mức vé thấp nhất cho xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng là 25.000 đồng một lượt. Mức vé cao nhất dành cho xe tải có tải trọng trên 18 tấn, xe chở hàng bằng container 40 feet là 140.000 đồng một lượt. Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội dài 15,7 km từ cầu Sài Gòn đến tiếp giáp chân cầu Đồng Nai được khởi công vào tháng 4 năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng. Hiện công trình đã hoàn thành toàn bộ đoạn trục chính dài 11,5 km từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học Quốc gia.